Hello các bác. Chào các bác buổi sáng. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phương cũng cùng các bác tranh thủ tìm hiểu thêm và cũng như là thông báo với các bác là hiện tại thì những con đẩy đánh súp của hãng U3D với mã sản phẩm là súp 1800 cũng đã bắt đầu dần dần hết và lô hàng cuối cùng gồm có gần chục con đẩy U3D cũng sẵn sàng chuẩn bị lên đường. Và hiện tại thì bên trung tâm điện tử Anh Phương sáng ngày hôm nay thì cũng làm một video clip xin trân trọng giới thiệu cũng như là thử test một con đẩy chuyên súp để gửi cho một bạn hàng của Anh Phương ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Với một lô đẩy chuyên súp nó rơi vào khoảng độ gần 50 con thì đến bây giờ nó cũng còn khoảng độ 5-7 con gì đó. Thì như hôm qua Anh Phương giới thiệu thì hiện tại cái lô đó cũng đã hết, cho nên là vừa rồi còn những cái con đẩy đánh súp cuối cùng thì ngày tối ngày hôm qua nó cũng đã về đến trung tâm điện tử Anh Phương. Đây các bạn ạ, con đẩy cuối cùng thì đến bây giờ cái lô này nó còn khoảng độ 10 con nữa sao đấy các bạn. Thì những bác nào có nhu cầu sử dụng đẩy đánh súp thì có thể gọi sớm cho anh Phương với số máy 0971998555. Anh Phương có thể giới thiệu cũng như tư vấn các bác. Nếu như chúng ta bỏ ra một số tiền để đánh hai quả súp 50, ví dụ như hai quả PV này chẳng hạn, hoặc là hai quả súp B3 như thế này chẳng hạn, thì các bác phải bỏ ra số tiền nó rơi vào khoảng độ từ 6 cho đến 8 triệu đồng thì mới đánh được hai quả súp bắt 50 một cách căng. Thế trong khi đó thì với số tiền các bác bỏ ra chỉ bằng phân nửa so với số tiền các bác đang định đầu tư. Ví dụ như phải đánh bằng con đẩy 2.8 dòng 24 sò sát à 20 sò sát như thế này thì nó mới có khả năng đánh được hai quả súp 50. Trong khi đó thì những cái con đẩy này thì về chuyên súp, cái gì cái nó về chuyên môn thì nó vẫn cứ hay các bạn. Làm cái gì nó làm chuyên, làm theo dây chuyền thì bao giờ tốc độ nó cũng nhanh hơn và cái chất lượng nó sẽ cao hơn. Cũng giống như về chuyên súp thì con đẩy này chủ yếu xử lý cái giải tần thấp, từ giải tần 250Hz đổ lại cho đến 50Hz thì nó sẽ cho chúng ta những giải bát sâu, mạnh và căng. Đấy. Một điều rất quan trọng là khi đánh súp thì cái màng nó chỉ dao động ở một cái mức độ nhất định nhưng tiếng súp rất căng và rất là tròn. Điều này nó phải đạt được khi con đẩy đó phải đủ khỏe. Các bác biết rằng là nếu như con đẩy đủ không đủ khỏe thì nó sẽ ra cái dòng điện nó không chuẩn. Đấy, cái cường độ dòng điện nó không chuẩn làm cho cái màng nó dao động không đúng nhịp và nó sẽ có cái tiếng phát ra rè rè hoặc là bòm bọp bọp. Mặc dù dao động rất mạnh nhưng tốc độ dao động của cái màng nó không đủ cái tần số. Bác hình dung là nó dao động mạnh nhưng nó dao động chậm bởi vì cường độ dòng điện nó yếu. Vậy thì cái tiếng súp nó không tròn, nó không căng. Đấy, cho nên là muốn đánh được hay, đánh được chắc và khỏe thì chúng ta phải có những con đẩy đủ khỏe để đánh được một cặp súp. Ví dụ như con đẩy này đánh phòng bay, phòng hát rất chuẩn chỉ. Ví dụ trong phòng hát các bác sử dụng hai quả súp 50, ví dụ như súp kép chẳng hạn, thì một con đẩy này nó đánh thừa công suất luôn, bởi vì công suất của nó đạt là 1800W một kênh. Đấy. Và đặc biệt là trên con đẩy này chúng ta thấy rằng là nó có chế độ cắt cốt. Đây là cắt cốt đây. Cắt cốt X-Over. Nó sẽ cắt chúng ta giải tần từ 50Hz cho đến 250Hz. Chúng ta muốn đánh súp mềm thì chúng ta quay nó về bên tay trái khoảng độ góc từ 9 đến 10 giờ. Còn muốn đánh căng, đánh phóng xa thì chúng ta đánh từ góc 12 giờ cho đến khoảng 3 giờ thì tiếng súp căng. Và đồng thời có nút đảo pha để các bác lựa chọn cái pha nó trùng với pha của loa bát, của loa full, để cho tiếng bát nó đồng đều và nó ra dứt khoát. Đấy. Và đây là phím to nhỏ. Con đẩy súp chuyên sâu nó có rất nhiều cái đường lựa chọn để đưa tín hiệu đầu vào. Một đường jack canon, một đường jack 6.5 và một đường jack hoa sen. Đồng thời nó có đường link sang cục đẩy khác.
có hai đường ra, đó là đường ra bằng rác kẹp và đường ra bằng rác niêu chích. Đấy. Hiện tại thì những con đẩy UBD đẩy chuyên súp này giá thành rất hợp lý. Các bác chỉ cần bỏ ra với số tiền là 4 triệu đồng một con UBD. Vâng, xin thông báo các bác là 4 triệu đồng một con đẩy UBD với công suất 1.800W. Thì các bác đã có một con đẩy chuyên sâu về súp, đánh rất căng. Bây giờ anh Phương thử cho các bác cùng nghe cái tiếng súp, xem nó ra như thế nào. Mời các bác cùng anh Phương thử. Hiện tại anh Phương đang cắm con đẩy này với một quả súp bắn 50 của B3. Đây con đẩy này, đánh với quả này. Bác thử đưa công suất lên nhé. Một quả súp này thì đánh quá đơn giản. Đấy, các bác thấy không? Nghe tiếng súp nó có độ sâu, độ mạnh và độ rèn của tiếng súp. Cũng giống như kiểu một ăn no, một người lực lưỡng, khỏe mà vác một cái vật nhẹ là quá đơn giản. Trực tiếp nó cắt cốt luôn các bác, không phải qua vang, không phải qua nâng tiếng. Không qua vang, không qua nâng tiếng, đánh thẳng luôn các bác nhé. Ok, sản phẩm này anh Vương đang đóng gói để gửi về Mào Khê. Xin cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi video và cùng anh Vương thử một cục đẩy chuyên sâu về súp. Xin cảm ơn các bác và chào tạm biệt. Chúc các bác một ngày mới gặt hái được nhiều niềm vui. Xin cảm ơn các bác.